Còn virus nhỏ bé đang làm náo động Hoa Kỳ. Trong tình huống này, Mỹ đã phát khẩn cấp thuốc kháng virus với những bang chịu hưởng nặng nề nhất của dịch coronavirus. Chính phủ Mỹ đã bắt đầu phân phát thuốc kháng virus Remdesivir sau khi loại thuốc này được cấp phép sử dụng. Theo SCMP, Bộ Y tế và Nhân sinh Mỹ chuẩn bị 600.000 liều Remdesivir do công ty công nghệ sinh học Gilead sản xuất cho các bang New Jersey, Illinois, Michigan và ba bang khác. Thuốc Remdesivir đã chứng minh khả năng rút ngắn thời gian điều trị. Đối với một số bệnh nhân nhiễm bệnh và dự kiến là sẽ có giúp điều trị cho khoảng 78.000 người bệnh trong đợt đầu tiên phát thuốc. Bộ y tế Hoa Kỳ bắt đầu cung cấp thuốc Remdesivir và kéo dài liên tục trong 6 tuần. Công ty Gilead cũng hỗ trợ miễn phí 900.000 liều Remdesivir phục vụ cho nhu cầu toàn cầu. Giới chức y tế, các bang có trách nhiệm chuyển thuốc này đến các bệnh viện một cách phù hợp và chủ động đưa loại thuốc này vào chữa trị cho các bệnh nhân. Bộ Y tế của Mỹ cho biết như vậy. Thuốc Remdesivir đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp từ ngày 1 tháng 5. Các bệnh viện được khuyến khích sử dụng thuốc này cho các bệnh nhân cần đến máy thở hoặc là cần cung cấp bổ sung oxy. Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh đánh dấu hơn 80.000 người đã tử vong vì coronavirus tại Hoa Kỳ. Và thời điểm đó thì số ca nhiễm đã vượt trên 1 triệu người, là 1,3 triệu người. Remdesivir là loại thuốc đầu tiên được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp phép sử dụng điều trị coronavirus. FDA sẽ chờ thêm các kết quả đánh giá để chuyển từ khuyến cáo sử dụng trong điều trị khẩn cấp sang sử dụng đại trà. Giới chức của Mỹ cũng đang xem xét một cách kỹ lưỡng các tác dụng phụ nếu có ở những người đang điều trị bằng thuốc Remdesivir này. Phải nói rằng ở đâu đó vẫn có nhiều những con người biết nhìn nhận thực tại và một số ít những con người bất phủ nhận những giá trị thực tế của cuộc sống đem lại cho bản thân mình. Với những tư tưởng bài chỉ trích về Tổng thống Donald Trump, những người sống tại đất Hoa Kỳ này và thậm chí là những người Mỹ gốc Việt chúng ta cũng có những suy nghĩ như vậy. Xin chia sẻ một chút về cách nhìn nhận thực tại của cuộc sống. Nhìn một cách khách quan trong vài năm qua khi Ngài Tổng thống Donald Trump lên lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ đất nước là một cường quốc thế giới và ông Tổng thống đã làm cho chỉ số thất nghiệp của nước Mỹ giảm chưa từng có trong vòng 30 năm qua. Đó là một thực tế ai cũng có thể nhận biết được trừ khi cố ý nhắm mắt, bịt tai mà thôi. Dường như ông cũng đã và đang thương chiến với Trung Quốc để đòi lại công bằng cho nước Mỹ, điều mà nhiều Tổng thống trước đó chưa từng làm đó là những thành quả đáng để cho mọi người tôn trọng ngài tổng thống. Chúng tôi là những công dân Mỹ và chúng tôi yêu đất nước này. Và thiết nghĩ rằng sống ở quốc gia nào thì cũng nên yêu và thương mến những vị lãnh tụ của quốc gia đó. Hãy tự hỏi xem bạn có phải là người yêu nước hay không. Nếu bạn thực sự là người yêu nước thì thời điểm này hãy cùng chung sức với ngài tổng thống để cứu đất nước qua cơn đại dịch. Và lúc này không phải là thời điểm thích hợp để chỉ trích ngài và hãy ngừng chia sẻ những tư tưởng nói xấu về tổng thống để gây chia rẽ đất nước và đó cũng là cách tốt nhất để thể hiện lòng yêu nước của mỗi người chúng ta. Phải chăng những điều nói xấu về một ai đó làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hay là làm cho cuộc sống của chúng ta tốt lên thì cái đó nhìn một cách tích cực có thể đó là điều tốt đối với cá nhân của một người nào đó nhưng chúng ta có thể vui hay là hả hê được hay chăng khi đem lại sự hoang mang nghi ngờ lo lắng đến cho những người khác bằng cách nói xấu chỉ trích và bôi bác những vị lãnh đạo quốc gia của chúng ta không riêng gì ở mỹ ở bất kể quốc gia nào khi chúng ta sống cũng vậy tất cả các vị lãnh đạo đều có trách nhiệm của những người đã được chọn và là người đứng đầu của một quốc gia với đầy năng lực của họ thì họ mới có thể là vị lãnh đạo của một quốc gia được. Xin hãy suy nghĩ, đừng lợi dụng quyền tự do để mà xúc phạm một cá nhân nào. Nhìn vào thực tại, Tổng thống đó trông đã và đang là Tổng thống của nước Mỹ. Và xin hãy tôn trọng người đứng đầu. Và chắc hẳn rằng, không thể có một con người ngờ ngạch nào có thể đứng đầu một quốc gia hùng cường nhất trên thế giới. Chúng ta không thể phủ nhận điều thực tế này. Con người ấy không tầm thường chút nào. Hiểu được điều này, có thể chúng ta cũng thể hiện được nhân cách đúng đắn của cá nhân chúng ta trong thời điểm mà đất nước Hoa Kỳ đang lâm nguy. Và một lần nữa, nếu chúng ta không hỗ trợ trực tiếp bằng hình thức này hay hình thức khác, xin hãy im lặng và cầu nguyện cho nước Mỹ, cầu nguyện cho đồng hương của chúng ta, cầu nguyện cho mọi người trên đất Hoa Kỳ, nói riêng và cho tất cả mọi người trên thế giới vượt qua được cơn đại dịch này. Xin trân trọng và cảm ơn những lời chia sẻ và động viên của tất cả mọi người đối với thai nhân trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Một gia đình Việt Nam được người thân ở Mỹ bảo lãnh qua một đất nước thiên đàng giàu nhất thế giới với biết bao nhiêu hoài bão mơ ước cho nên khỏi nói là sung hết sảy về cuộc sống. Và cách này, đó đó là một giấc mơ 8 năm trước và một ngày đẹp trời giữa năm. Tôi và ba má có mặt sáng sớm tại tòa lãnh sự Mỹ ở trên đường Lê Duẩn với tâm trạng lâng lâng, thật là khó tả. Tôi hiểu được mỗi người trong ba chúng tôi có một suy nghĩ riêng và những ưu tư thăng trầm riêng về một cuộc đời cải cách lớn trong đời. Nhưng tôi là một thằng con trai mới lớn và biết bao hoài bão mơ ước thì khỏi nói đó là sung hết sảy về một cuộc cải cách này. Khi sứ quán mở cửa và đến lượt gia đình tôi phỏng vấn, tôi thầm nghĩ gia đình tôi được bảo lãnh và ông cậu giàu có ở Mỹ nên chẳng lo gì. Chắc chắn là sẽ phải đậu thôi 100%. Quả thật là vậy, mọi chuyện êm xuôi và gia đình tôi đăng ký vé máy bay sớm nhất để được đến Mỹ ngay để mà hưởng thụ cuộc sống ở xứ giàu mạnh, văn minh nhất thế giới này cái mà sau này tôi mới biết là mình bị việt vị. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2004, máy bay là là đáp xuống sân bay San Francisco. Tôi nghĩ trong bụng trà trà, đây là thiên đường đây sao? Mình sẽ đi làm để mua nhà tậu xa hơi đời mới cho thỏa thích. Đến khâu hải quan, họ tiếp gia đình tôi cũng lịch sự qua người thông dịch Việt Nam. Tuy nhiên tôi hơi lo lắng vì trong khi chờ giải quyết giấy tờ khoảng 1 giờ đồng hồ, tôi nhớ ra là mình rốt tiếng Anh, Ví như giờ có 5 đô trong túi mà khát nước thì làm sao để mua. Cuối cùng mọi việc cũng xong, bên ngoài bà con gia đình đang đứng đón, mọi người tay bắt mặt mừng làm cho tôi quên bẵng cái vụ ngôn ngữ. Về đến nhà bà nội cả nhà được thiết đãi một bữa linh đình, ngay đó ở Mỹ mà chuyện gì cũng vui làm cho tôi phấn chấn hết sức, tôi chạy tới chạy lui, tay cầm che Hurricane, thứ thiệt nhập khẩu với hương vị tuyệt hảo. Dù là ở đây 21 tuổi mới được uống thức uống có cồn, tôi chưa đủ tuổi nhưng thôi, coi như là xả láng vậy, ngày đầu vậy. Tàn tiệc tôi và má theo chị và anh rể để lại ba lô ở với nội, vừa đến nhà anh rể tôi quá chán. Ái trà, cái kiểu nhà này là kiến trúc giống Phú Mỹ Hưng ở Sài Gòn đấy mà. Chiến này lên hương rồi, đêm đó ở trong nhà đẹp và mới, tôi không ngủ được vì trái múi giờ không gian xung quanh yên ắng đến không ngờ. Ở Việt Nam nếu có về quê đi nữa thì ít nhất cũng nghe tiếng dế, tiếng nhái kêu. Vậy mà ở đây nếu có máy đo độ ồn tôi chỉ nghĩ chắc là sẽ đo được bằng không. Không gian yên tĩnh quá, tôi mới qua lại là con nít. Túi chỉ có 5 đồng và vài bộ quần áo thôi. Tôi ước gì giờ này có cái máy vi tính sách tay để mà chép với mấy đứa bạn thân ở Việt Nam cho đỡ buồn. Tôi mò lên lầu định dùng máy của anh rẻ dù là biết không tốt vì đây là máy tính cá nhân và lại cũng chưa xin phép nhưng cứ sự yên lặng đáng sợ này có làm cho tôi phải dẹp tự trọng qua một bên hay không sau này tôi mới hiểu đó là thứ mà ở Mỹ không thể và không được quyền giữ trong đầu mình vì nếu mới qua mà còn đòi tự trọng tự ái chỉ có nước mà đi ăn mày mà thôi rồi tôi đi học lớp 12 ngày đầu vô trường sợ quá anh nói gì tôi cũng I don't speak English nhiều đứa hiền thì chúng nó hiểu. Nhiều đứa muốn chọc ghẹo lại nói là You just speak English man, đại khái là vậy. Hai năm đầu ở Mỹ đối với người không biết chút tiếng Anh thì thật là khủng khiếp. Mình không thể làm tất cả những gì mình muốn chỉ vì rào cản ngôn ngữ. Phần lớn phải nhờ người đã ở lâu giúp đỡ. Mà cái ở xứ nhờ vả người khác chuyện gì cũng là một hình thức rèn luyện tính tình kiên nhẫn giống như ra cát lượng ấy tức là khi nhờ và bạn sẽ nghe ok đừng lo để đó yên trí bữa nào anh em hay là chị cô chú ghé qua làm cho quả thật là cái bữa nào đó hình như là không có trong cuốn lịch và cái yên trí thì thật là yên vì chờ mãi chẳng thấy đâu và xin nhắc lại mọi người đều vậy nhé bạn đừng thử nhờ người khác làm chi cho mất công cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây là các bạn phải kiên nhẫn trong mọi tình huống và hoàn cảnh sự việc nếu không thì sẽ đứt gân máu đấy Đến đây cái mộng Mỹ của tôi hình như là giảm từ 10 xuống chỉ còn 8 điểm thôi. Vừa bị hành hạ trong trường, vừa đi làm thêm ở chợ Việt Nam trong vai trò người bỏ bịch, tức là khách tính tiền xong mình giúp họ bỏ đồ vô bịch, giúp họ và đẩy xe ra ngoài cho họ nếu như họ yêu cầu. Hầu như là mình phải làm hết, khách chỉ đi tay không. Mỗi tháng lĩnh được 500 đô la Mỹ. Thứ hai đến thứ sáu đi học, thứ bảy và chủ nhật đi làm, Tôi còn thời gian nào để mà hưởng thụ sứ thiên đường nữa đây? Sau nửa năm sống ở đây, bà con bà khía bay biến hết chả thấy mặt nào giận quá, buồn quá, tình đời thế sao? Xin nhắc rằng những gì tôi lên án và nói xấu trong chia sẻ này thì sau 8 năm tôi đều có hết những đức tính đó nhé. Tức là tôi đã thành người Mỹ mất rồi. Ở đây tôi kể hết những gì tôi thấy, tôi biết, tôi chịu, tôi đã trải qua cho mọi người nghe. Chứ còn ai đánh giá sao thì tùy vì có thể còn nhiều yếu tố tùy theo như may mắn hoặc là tùy gia đình nữa, cũng như là tùy nếp sống của mỗi người. Tôi vừa đi học vừa đi làm coi như là đã trở thành cu li bán thời gian rồi. Vì nhà tôi ba má không lo con cái, nên tôi không lo cho mình thì ai lo đây? Chị em thì đâu lo hoài được dù giàu đi nữa. Mình tôi nhiều khi muốn một cái áo hay là đồ lót chả lẽ lại chìa tay xin người khác. Thế vậy nên tôi không dám bỏ làm, dù là có 500 đô la trên một tháng điếc còn hơn đuôi và phải nói là tôi thuộc dạng không học được chứ không phải là đổ thừa hoàn cảnh. Tôi đi học cho biết tiếng Mỹ chứ thiệt ra là tôi biết sức mình không thành ông này ông nọ được. Sau 4 năm ở Mỹ, tôi đã đi làm cho một hãng điện tử và nhiều việc khác như là bán điện thoại, rửa xe vân vân. Lúc này tôi hình như là đã thành cu ly toàn thời gian với vốn tiếng Mỹ gọi là đủ xài. Ý chú thêm rằng nếu ai đi nước ngoài sống mà đem theo khoảng là 300.000 đô la Mỹ thì xin thưa cuộc sống là thiên đường đấy. Là thiên đường thực sự không có ngoặc kép nhé. Vì sao vậy? Vì đây 30% lương sẽ vào tiền nhà, 20% lương vào chiếc xe bảo trì, xăng và trả góp thì tăng thành 30%. 20% lương vào bảo hiểm sức khỏe và cho chú ngựa sắt, 20% lương vào tiền ăn, 10% lương vào lặt vặt như xả bông, kem đánh răng vân vân. Công thức này dựa trên người kiếm được 2.000 đô la trên một tháng sau thuế nên vì vậy, người nào không có nhà sẽ rất là thê thảm. Ví dụ như là vợ chồng và một đứa con mỗi tháng tiêu pha là 3.500 đô la Mỹ là ít nhất thì tiền nhà là 1.100 đô la Mỹ cho một tháng. Điện nước gas 120 đô la trên một tháng, đi chợ hết 400 đồng một tháng. Tiền xăng cho hai xe là 400 đồng một tháng cũng tùy theo mỗi người. Có người đi xa, người đi gần, đi nhiều, đi ít. Bảo hiểm xe là 150 đồng cho một tháng cho hai chiếc, điện thoại và internet 150 đồng trong một tháng. Tiền gửi con hết 400 đồng một tháng và đồ lặt vặt là 200 đồng một tháng. Bảo hiểm sức khỏe ít nhất là 200 đồng một tháng trong một gia đình. Tiền thuế xe là 40 đô một tháng và thực ra là tính năm nhưng tôi chia luôn cho tiện. Xài vặt như là cuối tuần đi ăn phở hoặc là cà phê, cà pháo là khoảng 600 đồng một tháng. Tổng cộng ngót nghét cũng hết 3.760 đồng một tháng cho một gia đình nếu không có nợ thẻ tín dụng. Các bạn thấy chưa? Đó là mô hình gia đình nghèo ở Mỹ như tôi. Hai vợ chồng kiếm về tháng là 3.800 cho đến 4.000 đồng một tháng. Chi tiêu xong là dư 200 đồng. Một năm dư là 2.400 đồng. Về Việt Nam mỗi lần mỗi người mất ít nhất là 500.000 một tháng cho vé máy bay. Gia đình ba người là ít nhất là hết 10.000 ăn chơi một tháng. Các bạn thấy đó, Mỗi Việt Kiều muốn về Việt Nam một tháng họ có phải dành tiền rất lâu. Người Việt nghèo ở nước ngoài là vậy đó, để dành 10 năm mới dám về một lần. Người giàu thì ít mà người nghèo thì đầy đường. Hy vọng qua chia sẻ này có nhiều hiểu thêm về đời sống của Việt Kiều và đặc biệt là đời sống của Việt Kiều nghèo như tôi. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng